Chuyện cổ tích Việt Nam Thạch Sanh và Lý Thông. Ngày xưa, có hai vợ chồng ông lão nhà nghèo kiếm ăn bằng nghề đốn củi. Tuy tuổi đã 60 mà ông lão vẫn chưa có con nối dõi. Mặc dù đã nghèo khổ, hai vợ chồng ông lão ngày ngày vẫn hay giúp đỡ mọi người, chẳng hề quản ngại vất vả nên được nhân dân xa gần đều ngợi khen. Cảm thấu tấm lòng nhân đức của hai vợ chồng ông lão, Ngọc Hoàng bèn sai thái tử xuống đầu thai làm con. Sau 3 năm 9 tháng, khi bà vợ sinh được một đứa con trai thì ông chồng đã qua đời. Đứa bé sinh ra trông khôi ngô tuấn tú, vừa lọt lòng mẹ đã biết đứng biết ngồi, bà liền đặt tên cho con là Thạch Sanh và tháng ngày gắng gượng rau cháo nuôi con. Năm Thạch Sanh lên 7 thì bà cũng qua đời. Thạch Sanh sống lủi thủi một mình bên một gốc cây đa, với cả gia tài chỉ có một chiếc rìu và lại tiếp tục nghề của cha mẹ hàng ngày vào rừng đốn củi để nuôi thân. Năm 13 tuổi, Sanh được Ngọc Hoàng phái một ông tiên vào loại giỏi nhất trên thiên đình xuống dạy cho các môn võ nghệ và đủ mọi phép thần thông. Một hôm, có gã hàng rượu tên là Lý Thông đi qua ngồi nghỉ mát ở gốc đa. Thấy Sanh là người có sức vóc khác thường, đoán là người được việc, Thông bèn lân la gạ chuyện rồi ngỏ ý muốn kết nghĩa anh em. Vốn lòng ngay dạ thẳng, Sanh vui vẻ nhận lời và về ở với Lý Thông. Từ đó, được Thạch Sanh ra sức đỡ đần, mẹ con Lý Thông làm ăn buôn bán ngày càng giàu có, thấm thoát đã 7 năm qua. Hồi ấy, ở trong vùng có một con xà tinh, vốn là loài rắn đã thành tinh, chuyên phá phách, nhũng nhiễu nhân dân và bắt người ăn thịt. Quan quân triều đình nhiều lần kéo đến vây bắt nhưng không trừ nổi. Nhà vua giành bắt dân chúng lập miếu thờ và mỗi năm đem cúng cho nó một mạng người. Năm ấy không may đến lượt Lý Thông phải nộp mạng. Nghe tin dữ, mẹ con hắn vô cùng hoảng hốt lo sợ, nhưng sau bản mưu tính kế nghĩ ra một kế hiểm độc. Hôm đó, chờ lúc Thạch Sanh đi kiếm củi về, hắn giả mượn cớ dỗ cha, bày ra một mâm rượu thịt e hề, rồi cả hai mẹ con mời mọc chàng ân cần. Sau đó, hắn nói với Thạch Sanh, đêm nay đến phiên anh phải đi canh miếu thờ để kiểm tra lại đĩa vàng chén ngọc theo lệnh nhà vua. Ngặt vì giờ cất mẻ rượu, vậy em chịu khó đi thay cho anh một đêm, đến sáng lại về. Thạch Sanh không nghi ngờ gì cả, thuận đi ngay. Sẩm tối hôm ấy, sau khi vượt qua mấy dặm rừng hoang tới miếu thờ, Thạch Sanh giở cơm nắm ra toan ăn thì xà tinh hiện ra hình thù kỳ dị, nhe nanh giơ vuốt định vồ lấy chàng. Thạch Sanh liền vung rìu đánh nhau với yêu quái. Xà tinh giở ra nhiều phép biến hóa yêu mà, nhưng đều bị Thạch Sanh phá hết. Sau chàng dùng phép thần, tung lưới sắt bủa vây, lập tức con yêu quái phải hiện nguyên hình là một con chăn cực lớn. Thạch Sanh vung thần đao, chém chết, rồi cắt lấy đầu và đốt xác yêu quái. Xác xà tinh vừa cháy xong bỗng biến ra một bộ cung tên bằng vàng. Sanh mừng rỡ nhặt lấy cung tên và xách đầu yêu quái chạy thẳng một hơi về nhà. Lý Thông vốn là đứa hiểm sâu, thấy vậy dọa Thạch Sanh rằng xà tinh là của vua nuôi để làm của báu nước nhà. Giết nó đi thì bị tội chém đầu chẳng chơi, và khuyên Sanh nên trốn ngay đi kẻo vạ lây cả nhà, còn có chuyện gì thì mặc hắn lo liệu. Tưởng thật, Sanh vội vã đi ngay và trở về sống ở gốc đa, mặc cho năm tháng trôi qua, nghĩ mình phận hẩm mong gì gặp may. Còn Lý Thông thì vội vào kinh tâu vua là hắn đã chém được đầu yêu quái. Vua kinh ngạc, sai quân đi khiêng đầu yêu quái về, bấy giờ mới tin là thực và hết lời ngợi khen, phong cho Lý Thông làm quan đô đốc trong triều và cho hưởng lộc nước rất hậu. Cũng trong thời gian này, nhà vua làm lễ kén chồng rất long trọng cho công chúa Quỳnh Nga, con gái độc nhất của vua. Lễ kén chồng kéo dài nhiều đợt, nhưng nàng vẫn không ưng ý một người nào. Kể cả thế tử 10 các nước chư hầu cũng không ai làm đẹp lòng nàng cả. Một hôm, công chúa dạo chơi trong vườn hoa, chẳng may bị một con đại bàng bay ở trên cao xuống quắp bay đi. Lúc ấy, Thạch Sanh đang thần thơ bên gốc cây đa, thấy đại bàng quắp một người bay qua, bèn dương cung bắn một phát trúng ngay vào cánh. Chim rơi xuống, nhưng nó vội rút ngay tên ra và lại quắp lấy người, tiếp tục bay đi. Thạch Sanh lần theo dấu máu tìm đến một hang núi thì không thấy tăm hơi đại bàng đâu nữa. Mất con gái quý, nhà vua xiết bao đau đớn, các quan cử ba đội quân ra sức tìm kiếm cũng không có kết quả. Nghe lời tâu của quần thần, vua bèn sai đô đốc Lý Thông trước kia có tài chém yêu tinh, đi tìm công chúa, hứa sẽ gả nàng và nhiều ngôi báu cho. Thông lo lắng mãi mới tìm ra được một kế là mở hội hát ở kinh đô trong 10 ngày cho người dân các nơi về xem để do la tin tức Thạch Sanh. Mãi đến ngày thứ 10 hắn mới gặp được Thạch Sanh bước vào rạp xem hát. Thông lại giả nhân giả nghĩa tay bắt mặt mừng đón tiếp người em kết nghĩa cũ rất trịnh trọng. Nhân đó, hắn cho Sanh biết việc vua sai hắn đi tìm công chúa bị loài yêu quái bắt. Sanh thật thà cho Lý Thông biết ngay tung tích của yêu quái chính là mãng xà vương ở hang núi, cũng chính là loài rắn đã thành tinh chuyên hóa làm chim đại bàng đi bắt người. Thế là Thông lại dùng lời đường mật nhờ Sanh dẫn đi tìm công chúa, Thạch Sanh nhận lời. Đến chỗ của đại bàng, Sanh dùng dây làm thang xuống hang sâu và dặn Thông hễ thấy đầu dây động đậy thì kéo lên. Vừa xuống tới hang, đang lúng túng chưa biết cần đi về hướng nào, Sanh bỗng gặp ngay công chúa Quỳnh Nga cũng vừa đi ra. Cảm kích ơn nghĩa Thạch Sanh không quản hiểm nguy đã đến cứu mình, công chúa liền ngỏ ý xin kết nghĩa trăm năm. Sanh từ chối, cho nàng biết đây là việc của triều đình mà chàng lại muốn giữ trọn tình nghĩa anh em với Lý Thông. Nhưng công chúa vẫn quyết một lòng và nàng coi như đã kết duyên lành với chàng từ đấy.
Từ hôm bị trúng tên, Đại Bàng bị thương nằm li bì một chỗ. Xanh đưa thuốc mê bảo công chúa dỗ Đại Bàng uống, xong đem nàng buộc vào dây cho quân kéo lên. Lập tức Lý Thông sai quan quân đưa ngay công chúa về triều để hắn ở lại đánh yêu quái. Kỳ Thực Quân vừa đi khỏi, hắn vội vã ra sức lăn đá lấp kín cửa hang để hại Thạch Xanh. Còn Quỳnh Nga công chúa lúc ấy mỏi mắt trông vời về phía sau không thấy chàng đâu cả, nàng bỗng bàng hoàng uất ức, mắc bệnh câm ngay từ bữa đó. Lại nói về phần Thạch Xanh, sau khi cứu công chúa ra khỏi hang thì bị Lý Thông khuân đá lấp kín cửa hang không cho chàng ra nữa. Chàng tức giận dương cung bắn phá lâu đài của Xà Vương. Giữa lúc đó, con yêu quái chợt tỉnh cơn mê. Thấy có người lạ đột nhập đang phá phách nhà cửa và cướp mất vợ hắn, hắn bừng bừng nổi giận xông vào đánh nhau kịch liệt với Thạch Xanh. Hai bên giao chiến với nhau đến vài trăm hiệp mà vẫn không phân thắng bại. Xà Vương trổ hết mọi phép yêu mà ghê gớm ra nhưng đều bị Thạch Xanh dùng phép thần thông phá hết. Cuối cùng hết phép, Đại Bàng biến thành con chim nhỏ như con chim khách, toan trốn đi, nhưng Thạch Xanh đã kịp thời hóa phép phủ vây lưới sắt và dương cung bắn chết. Sau đó, Xanh vung thần đao phá tan cung điện đồ sộ nguy nga của Mãnh Xà Vương, nhân đó cứu được cả con vua Thủy Tề bị Đại Bàng bắt nhốt trong cũi sắt đã một năm ròng. Thái tử cảm tạ ơn sâu của Thạch Xanh và mời chàng xuống thủy cung chơi. Thạch Xanh được vua Thủy Tề tiếp đãi rất trọng thể, ban cho 100 lạng vàng bạc để cảm ơn, nhưng Thạch Xanh từ tạ không nhận. Thủy Vương lại khẩn khoản mời chàng ở lại hẳn dưới thủy cung nhưng chàng cũng nhất định từ chối. Thủy Vương đành giữ chàng ở lại chơi vài ngày. Thái tử dẫn chàng đi xem khắp 5 cung trong ngoài. Hai người mải mê dạo chơi, bất ngờ lạc bước dưới thành trì của một loài yêu quái. Nó vốn là con hồ tinh 9 mắt rất lợi hại và ngạo ngược chưa ai trị nổi. Nó hóa thành một cô gái xinh đẹp đứng đón đường ngỏ lời trêu ghẹo hai chàng. Thạch Xanh liền vạch chân tướng nó là loài yêu quái, nó bèn hiện hình thành hồ tinh 9 mắt, xông vào toan vồ bắt cả hai chàng. Bài học rút ra từ chuyện cổ tích Thạch Xanh, Lý Thông. Lòng tốt, sự chân thành, thật thà luôn được đền đáp, được mọi người yêu quý, trân trọng. Cái thiện luôn được đề cao, ca ngợi và nhận được sự biết ơn. Lòng vị tha, thương người là điều cần, đức tính tốt đẹp ai cũng nên có. Xã hội luôn công bằng, gieo nhân nào gặp quả ấy, làm việc tốt ắt được báo đáp, trả công xứng đáng và một cách bất ngờ, làm việc ác sẽ bị trừng phạt, báo ứng. Lòng tốt, hiền lành, sự thật thà sẽ chiến thắng tất cả. Thử tài trí nhớ qua những câu đố vui. Gia tài bố mẹ để lại cho Thạch Xanh gồm những gì? Đáp án, chiếc rìu. Về sau Thạch Xanh kết nghĩa anh em với ai? Đáp án, Lý Thông. Công chúa bị con vật nào quắp bay đi? Đáp án, Đại Bàng. Nhấn thích và đăng ký kênh Mẹ Kể Bé Nghe để không bỏ lỡ những video thú vị dành cho bé nhé. Kênh YouTube Mẹ Kể Bé Nghe gồm 5 chuyên mục giúp bé thông minh hơn mỗi ngày. Muốn học kiến thức bổ ích, bé hãy truy cập học cùng bé. Đừng quên học tiếng Anh cơ bản trong bé học tiếng Anh, thêm các mục khác dành cho mẹ và bé là chuyện cổ tích mỗi ngày, chuyên mục phụ huynh và hoạt động sáng tạo.